nếu chỉ xem bộ phim Đêm hội Long Chỉ mà đánh giá Chúa Trịnh Sâm ăn chơi xa xỉ là cách nhìn một chiều, phiến diện và không trung thực với lịch sử với nhân cách của Chúa Trịnh Sâm. Chào mừng quý vị và bạn đến với lăng bộ của Chúa Trịnh Sâm. Các Chúa Trịnh cầm quyền từ năm 1545, từ năm 1786 tổng cộng 241 năm, được 11 đời Chúa, Chúa Trịnh Sâm là vị Chúa thứ 9 với công lao lãnh đạo đất nước trong tư cách nhà Chúa. Được lịch sử đánh giá là người có công mở cõi đất nước xuống phía Nam, có công cải cách hành chính, bình trị nội chiến và tác động văn học vĩ thanh, tôn vinh danh thắng đất nước, vân vân. Nhưng chỉ vì qua một cuộc chơi cung đình, được nêu trong cuốn sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí với cảnh ăn chơi xa xỉ đã dập vùi ông, gia đình và thế lực của ông trong câu chuyện rất mặc nhiên ở chốn cung đình ấy, làm người nay hiểu lầm và cấu thành số đông chấp cháp. Số đông dễ quên đi cái công lao phụng sự đất nước và dân tộc của nhà chúa nói chung, của trịnh sâm nói riêng.